này thấy cưng quá. Hái mới được được vài trái bự rồi nè. Còn nhiều lắm luôn, còn mấy trái non gì gì nhiều lắm luôn nè. Nó mới ra bị lớn đây nè. Đây nè, là cây nữa nè. Ờ nó không ra thì thôi, nó ra lên quá trời luôn. Trái trong nó bự quá trời bự, chắc kêu làm giống quá. Cho nó già rồi làm giống luôn. Làm giống để năm sau trồng nữa. Trời ơi mà nó bự gì đâu mà. Cái này là trái bí, trái dưa gan luôn chứ trái bí gì nữa. Kiểu để vô làm giống luôn. Trái này nè. Non non dạng mấy ngon nè. Non non dạng mấy ngon nè. Ôi trời ơi. Ăn đây nữa. Nó quá trời luôn. Con trái trốn trong này nữa nè. Dây nó bò ra tới đây luôn. Nhiều quá. Này đem cho mấy thím nó chế Việt Nam trong công ty ăn bớt. Đây nữa. Trái bự lớn này ăn mới ngon nè. Trái này chắc dài hả ông bà cô chú. Thôi để làm giống luôn đi chứ. Nó già sao ăn được. Nó lủng lẳng ở trên đây nữa nè. Ồ nhóc luôn. Đây trái nữa. Đây trái nữa nè. Bữa hổm hái ớt xong giờ nó ra nữa rồi nè. Quá trời chín. Cái này đem đi kho cá ăn. Hôm nay Kiều hái cái trái bí này vô làm cái món thịt heo bằm dồn với lại trái bí nha. Món này là một cái chị khán giả chỉ cho Kiều nè. Trước tiên là Kiều cắt cái đầu nó ra trước. Còn cái ruột này mình không có bỏ ha, chút Kiều bằm chung Kiều trộn với thịt luôn. Trước tiên thì Kiều sẽ trộn gia vị vô cái thịt bằm này trước ha. Cái ruột bí hồi nãy nè, Kiều bằm ra nè, rồi trộn vô luôn. Tỏi, hành lá, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu hào, nửa muỗng hạt nêm, nửa muỗng đường, tiêu. Rồi mình trộn cái gia vị này lên ha. Kiều bỏ một muỗng bột bột khoai lang vô ha, để tạo cái sự kết dính của nó. Rồi xong ha, cái Kiều dồn thịt vô cái trái bí này. Trời hơn quá, vừa đủ luôn. Không thiếu. Không thiếu cũng không dư luôn. Xong giờ đậy nắp lại ha. Rồi giờ mình bắt nước sôi lên ha. Bỏ cái sỉnh lên. Xong bỏ trái bí vô. Đậy nắp lại. Hấp trong vòng 20 phút thử coi. Mà mở ra thử coi nó chín chưa. Chưa chín thì hấp tiếp. Rồi cái này Kiều hấp 30 phút luôn rồi nè. Hello, xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Lâu rồi không gặp ông bà cô chú, 3 ngày rồi đó. Xong in, dơ đô vun ẩm bà sơ. Hôm nay Kiều hái trái bí vô nè, dồn với lại thịt bằm cho anh Hun ăn thử. Lần đầu tiên Kiều làm món này, cũng là lần đầu tiên anh Hun ăn món này luôn. Xin chú chơ mạnh tới đó, bà chơ một rồi.
với lại này cà tím kiều xào với lại tép mỡ nè. Còn cái này á, là cái món này ở Hàn Quốc gọi là cam cha thăng, cái là sườn heo hầm chung với lại khoai tây nè, với lại cái củ với lại rau rau củ cải á, cái rau đọt củ cải á, là cái món này. Xin mời ông bà cô chú ăn chung với hai vợ chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Đây, để ông chẻ cái trái này ra nha. Ở đây. 이렇게잖아. 반. 어, 그럼 만들어 봐. 그 혹시 어떻게 잘까? 이렇게. 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 응. 오, 이게 생일 케이크 아니야? 생일 해피 버스데이 anh Hùng nó giống như cắt bánh sinh nhật đi. Wow. Trời ơi, đẹp quá ông bà cô chú ơi. Thơm. Đây để em chẻ nó cho. Thơm chắc là cái món này là có chị khán giả chỉ Kiều nè, sẵn có trái bí á, nên Kiều làm luôn. 이런 요리가 있어? 제가 처음 봤어. 그 여러분 시킨 줄 알았죠? 아 이렇게 할까? 이렇게 아 괜찮아 이렇게 하고 이제 하나씩 옆으로 잘라줄게. 그치. 그치? Nhìn giống như là dưa hấu vậy, 호박. 오 맞다. 오 이거 짝. 수박이야? 수박 같은 수박 자르는 거지. 예뻐. 예쁘다. 먹고 봐요. 안 한 해. 자, 야. 이거 되게 너 잠깐만. 괜찮아. 잠깐만. 이렇게 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 먹어. 오, 고마워. 떨어져. 괜찮아, 괜찮아. 이야. 만두인데? 만두 이거는 좀 다르다. 너무 만두야. 이 này giống như là nhân anh Huấn, nó giống như nhân hải cảo, hải cả, há cảo vậy đó. 이거 호박 안 내셨거든. 호박 같이요. 와. 야. 맛있어. 특별하네요. 이건 내 món này đặc biệt quá. 호박 만두. 저 nó vừa đẹp mà nó vừa ngon nữa. Nó vàng hé luôn à. Y khi nướng cà chi tép mỡ bọc cùng không được mua có bóng cho mua ngoài gì mà chỉ sao tôi bắt đầu thôi tôi cà chi mà vậy cà chi cảm nhận á. Này còn sao còn chân chân nè. Cô bác mình cho mình nè. Này món này thú vị quá em. Mặn dù cả trang và yếu rõ cái hăng cả chú chân chỉ. Thì có hăng hàm miền cứt. Làm món này được nè. Nó thường thường làm hải cảo á, làm cái nhân hải cảo á, nhỏ 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 không có một cái dồn vô cái trái bí này luôn, nó còn ngon, nó hấp dẫn nữa, nhưng mà nó ngọt ghê luôn á. Cái ruột bí á, kiểu trộn chung với thịt á, cái nó ngọt dễ là nó ngọt mà ngọt thanh á, cắn miếng bí cái nó ngon. Cô mau mấy ngày nay á, kiểu với anh Huân ngay cái bây giờ là ngay trung tâm mà làm mật ong á, nên á hai đứa đi cắt rồi đi 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 gói ghém lại rồi đi giống như
đi quấn băng keo để gửi cho người ta, nên ba ngày liên tục đi làm cái đó luôn, nên kiểu cứ nếu mà Kiều quay mặt ông thì lặp đi lặp lại hoài, sợ ông bà cô chú chán á, nên Kiều không có quay được. Ông bà cô chú thông cảm cho Kiều nha. Ồ, maista. Rồi đó. Nên nói trời món nào cũng ngon vậy. Món này là món Hàn nè, hai món này là món Việt nè. Bên Nam ôm xích, Hàn Quốc ôm xích. Trên dù 시간이 가면 갈수록 점점 요리 다 잘하고 있어. Cũng mau. Nó càng ngày nấu càng ngon. Chúng ta ăn bát xong. Chị khẩn thân lắm. Ừ, chứ không phải chân 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 chân. Nước mắm. Nước mắm chung nhau này. Hương đấy, chấm nước mắm á, ngon quá. Kiều xào không có mặn lắm, xào vừa ăn em muốn chấm nước mắm. Nước mắm ớt. Ai béo không? Béo không? Cái này một mà. Super. Bé ạ. Bé ạ. Anh Hưng em ăn ớt ít thôi. Bị đau bao tử. Hôm qua tại vì Kiều ăn cơm nhanh á, ăn cơm nhanh nhanh nên để làm cho nhanh nhanh á. Xong cái ăn ớt vô nữa. Xong cái bị đau bao tử quá trời luôn. Bị đau mà nó đau ở trên đây nè. Nó đau hoài luôn á, xong cái uống cái thuốc mà giống như ở Việt Nam mình mà cái thuốc trong bịch nó nước nước không bà cô chú, uống vô ngồi cái nằm ngồi nó mới hạ xuống, bị đau bao tử rồi, chắc ăn ớt nhiều quá bị đau bao tử hay sao. Đợt trước là bị đau hết một lần rồi, xong rồi nhập viện rồi, xong cái kiểu bỏ một thời gian rồi, cái xong cái bắt đầu nó thấy nó im im lại rồi, cái thèm ăn lại cái xong cái cấp này giống như là bị đói quá rồi cái về nhà ăn cơm trễ, bị đói quá rồi ăn một lần ăn nhiều á, ăn ly ăn lị ăn nhanh á, xong cái nó đau lại đau. Cái giờ hôm qua giờ anh Hương nói bây giờ em thử em nghĩ em ăn ớt một tháng rồi để Kiều gán Kiều bớt bớt ớt lại mới được. Hốc CPM ăn kẻ chanh á. Ừ? CPM ăn kẻ chanh CPM ăn? Ừ. Anh ấy CPM도 똑같아. 똑같나? 슈퍼도 매워. 슈퍼도 매운데 그냥 고추 안 먹고 그 저기만 물만 냉만 먹고. 그 nó bỏ cái hộp ra mà em ăn cái xác không được. Nó cũng không được đâu em, nó cũng giống nhau vậy à. Mà bây giờ em nấu ăn hay là em dầm á thì em ăn cái nước đó thôi chứ em đừng có ăn cái cắn cái miếng hớp. Kiểu ăn ớt quen rồi á, ăn cơm không có ớt cái nó lạc miệng, nó sao sao á. Ít xúc hành cơ. Ừ. Có chuột chùm mà. Xin chùm mà gì? Ừ. 그래도 너무 아프면 안 돼. 아프면 걱정되니까. 오늘 새로운 뉴스 있어. 뉴스 응. Anh Hưng á, em có nghe thời sự mới chưa? Muốn nghe sự. 고양이 새끼 낳았어. 네? 우리 고양이 아니야. 어디? 길고에 밖에 고양이 새끼 낳았어. 창고에. 네, 창고 우리 창고. 너무 조그매. 쥐 똑같이 막 그만큼. 아이고 어떻게 오빠 알아? 소리 나니까. 어. 지나가는데. 응. 소리 나. 가서 박스 소리 나서 보니까 박스 안에 큰 고양이 있어. 애기 고양이 그 우유 먹어. 아이고 그래? Anh Hưng nói em nghe thời sự gì chưa? Kiều tưởng đâu là thời sự trên TV, ai ngờ thời sự của anh Hưng á, thời sự ở nhà Kiều. Tại vì con mèo á, con mèo nó lủi ở trong vô cái nhà kho của Kiều ở phía dưới nhà nè. Ngờ cái nhà kho đó không có đóng cửa. Xong cái vô đó nó làm tổ chổng, nó đẻ con ở chổng á, nhưng mà không phải nhà Kiều nuôi nha, mèo quang á,
Trời đất ơi, xong làm tổ xong rồi nó đẻ chậm á, rồi tự nhiên anh Huynh lấy công đồ dụng cụ của anh á, xong nghe cái gì mà chí 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 không? chí chí tưởng nó là chuột kêu không à, cái đi kiếm kiếm đang bắt mấy con chuột, ai ngờ mở ra trời ơi con mèo mẹ với mấy mèo con miệt em kia miệt miệt ma đi. 소리는 세 마리 네 마리인데 사실 어떤 말인지 몰라. 그래? 안 해. Giống như là hình như là ba bốn con vậy đó, đang cho con nó bú á, xong ảnh dở ra anh thấy rồi coi cái đậy lại, nó nằm ở trong cái thùng giấy á, nó vô đó thùng giấy, tại vì cấp này trời bắt đầu lạnh đây nè, tìm chỗ ấm ấm để đẻ con á, trời ơi coi xong đẻ ở trong nhà kho kiểu không biết làm sao đây nữa. Mola. Kiểu nói sao đây, nuôi nó anh không biết nữa. Kayang mola. Kayang 이렇게 살아? 아, 그냥 살아야지. Thôi để cho nó sống vậy luôn đi chứ sao giờ mấy con mèo con còn nhỏ quá, nó đâu có lông gì đâu, rồi bây giờ ra ngoài là lạnh nữa. Thôi kệ để cho chổng cho nó sống luôn chứ sao giờ. 며칠 전에 며칠 안 됐어. 고양이 한 마리 그 우리 맨날 오는 고양이 있어. 걸어가는데 배가 너무 뚱뚱해. 아, 진짜? 배 너무 뚱뚱해서 오빠가 생각에는 와 너무 많이 없어. 많이 이렇게 도둑고양이니까 어디 가서 맛있는 거 많이 먹었어. 아, 그렇게 그래? 생각했어 오빠 아, 생각에. 그 오빠 응 봤어? 맞어 걸어가는데 배 뚱뚱해. 아이고. 아, 너무 배불러. 많이 먹었네. 아이고. Anh nói hôm bữa là anh thấy con mèo này á, con mèo là lúc trước kêu cho nó ăn á, có một con thôi nha, con duy nhất đó thôi, con đẹp đẹp mà kiểu hay quay á, bữa sau mấy bữa nay kiểu thấy nó anh Huynh nó thấy anh nó đi qua đi lại nè mà cái bụng nó bự vậy nè, anh nói trời đất ơi ăn đồ ăn ở đâu mà ăn trộm đồ ăn ở đâu mà cái bụng bự dữ thằng vậy, chắc ăn đồ ăn ở đâu hay bắt chuột gì ăn cái bụng bự dữ vậy nè. Anh nói con mèo nó ăn nhiều nó bụng nó mới bự không, ai ngờ bữa nay nó thè lè ra nguyên một bầy con luôn, xong luôn chứ không em khi nổ mà anh ấy cái bê bù lười dã man gì chứ. Không biết mấy anh nhưng mà cái mà cũng cứ nghe bà cái đó thì sẽ tốt tốt Em mặc quá tất cả. Anh nói mai mốt mà nó bự xong rồi nó cái chút xíu rồi nó đi qua đi lại nhắc với anh cho coi nè. Mấy bữa trước thấy tội nghiệp á, xong cái kiểu cho nó ăn, cái bắt đầu có cô chú anh chị nói á, mèo quang mà cho nó ăn là mai mốt nó dẫn nguyên một bầy đàn lại rồi á, nó đẻ rồi nó ị rồi cho banh nhà luôn. Xong bắt đầu á, kiểu sợ mà kiểu đâu dám cho nó ăn nữa đâu, kêu Huynh đừng cho nó ăn nữa nha, xong cái không có cho nó ăn gần nhà, mà mỗi lần anh Huynh ảnh lén lén ảnh đi tuốt tuốt ở trên núi á, mỗi lần á anh để nguyên một đống đồ ăn thừa ở trên đó đó, xong rồi để cho nó ăn chứ ảnh không có để gần nhà, nên nó quanh nhà kiểu á không có mèo quang nhiều, chỉ không có mèo quang, chỉ có con mèo duy nhất đó thôi, mèo nó lúc nào cũng nằm ở trước cửa nhà kiểu, nó nằm ở trước sân kiểu cho nó, mèo đẹp đẹp á, mèo mà giống như mèo mướp vậy đó, rồi rồi xong rồi anh Huynh chỉ lấy đồ ăn mà đi xa thiệt là xa đó rồi để cho mấy mèo quang ăn thôi chứ không có để ở gần nhà đó, vậy mà lúc trước cho nó ăn một lần vậy thôi mà nó nhớ mà nó đi vòng vòng nhà hoài vậy đó, rồi xong giờ đẻ luôn rồi. Dã man thì chứ, để thôi kệ để nó sống luôn chứ sao giờ, chứ bây giờ trời đang ở ngoài chuyển lạnh á mà đuổi nó đi á thì tội nghiệp dữ lắm, đang bú sữa cho con bú luôn mà cơ cơ bé ham nên nổ mù bún sang hai đi cơ. 우리 밥안 줬는데 밥안 줘도 와서 그냥 새끼 낳고 와 몰래 새끼 낳아. đâu có cho nó ăn gần gần nhà đâu mà nó lén lén đi xuống dưới kho đẻ dưới á. Kiều xin tạm dừng cái video ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ hai vợ chồng Kiều nha. Nếu mà mọi người yêu thích kênh á, xin hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Kiều với anh Huynh nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye.